Nhận được rồi nhé, bây giờ mình test skill của club này. Tính năng của club này là sẽ tạo ra các dây leo di chuyển theo đường thẳng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu những dây leo này tiếp xúc với người chơi, chúng sẽ bị đẩy lùi và bị tê liệt trong khoảng 3 giây, khiến chúng bất động và dễ bị tát.